Xin chào mọi người, hôm nay chị Long sẽ làm món khoai tây chiên giòn. Cái món này á thì bên ngoài rất là giòn, còn bên trong nó mềm, dẻo dẻo, có vị ngọt, ăn rất là ngon. Đây là lần đầu tiên Long làm nhưng mà Long thấy rất là ngon nên Long chia sẻ cái công thức này với mọi người nha. Bây giờ thì mình bắt tay vào làm nha mọi người. Nguyên liệu để nấu món khoai tây chiên giòn ở đây thì Long sẽ có 3 củ khoai tây khoảng 600g, 100g bột năng, 80g đường, 1 muỗng bơ và đây là cái kem béo. Cái kem này thì dùng để nấu ăn, kem này thì nó chỉ có vị béo và lạt nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đem đi luộc khoai tây, mình cho thêm vào đây nửa muỗng cà phê muối để cho cái phần khoai tây nó được đậm đà. Mình luộc tầm khoảng 30 đến 35 phút cho khoai tây nó chín. Trong khi chờ khoai tây chín thì mình sẽ đem đi khoa cái bột để một hồi mình tẩm khoai tây nha. Mình cho vào đây một quả trứng gà và một muỗng đường. Mình đánh cho cái hỗn hợp này nó đều. Rồi mình cho thêm vào đây là 100g bột mì. Một 150ml sữa tươi. Mình khoa cho cái hỗn hợp bột này nó hơi lỏng lỏng. Cái hỗn hợp bột của mình nó hơi lỏng lỏng như thế này là được nha cả nhà. Mình sẽ để qua một bên. Đây là cái bịch bắp sấy. Ở bên đây thì mình không có mua được cái bột chiên xù thì mình sẽ sử dụng cái bắp sấy này nha mọi người. Cái bắp sấy này ở ngoài rất là giòn và nó hơi ngọt ngọt nhẹ, ăn rất là ngon. Bây giờ Lon cắt cái bắp sấy này ra, Lon cho vào trong cái bịch rồi mình cán cho nó thật là nhuyễn. Bây giờ thì Lân sẽ xem khoai tây của mình chín chưa nha. Mình dùng cái dao mình xiên như thế này. Nếu khoai tây nó mềm là nó chín rồi đó cả nhà. Mình vớt khoai tây ra một cái tô để một hồi mình dễ nghiền khoai tây nha. Mình sẽ nghiền nó cho nó thật là nhuyễn. Nghiền khoai tây một lúc đó rồi mình cho thêm vào đây là một ít muối và 80g đường, một muỗng bơ. Nếu cả nhà ăn ngọt hơn thì mình sẽ cho thêm đường, còn nếu ăn ít ngọt thì mình sẽ giảm đường nha. Mình trộn cái này nó đều lên rồi mình cho thêm vào một ít cái kem béo. Trộn đều lên rồi mình cho thêm 100g bột năng nha cả nhà. Mình cho bột năng từ từ như thế này nè. Rồi mình nhồi từ từ. Bây giờ thì mình dùng tay để mình nhồi cái bột với lại khoai tây cho nó đều nha mọi người.
Khoai tây của mình nhồi nó hơi khô khô như thế này rồi, bây giờ mình sẽ đem đi vo viên. Con sẽ sử dụng hai cái que tăm này nè để mình tẩm bột cho cái khoai tây. Nếu mà mình dùng đũa là nó rất là xấu, vì cái phần khoai tây viên của mình á, nó hơi mềm đó, khi mà mình gắp cái đôi đũa vào á, thì cái khoai tây của mình nó sẽ không có được đẹp, cho nên con sẽ dùng hai cái que tăm này nha. Mình tẩm xong được một dĩa rồi nè cả nhà, bây giờ mình đem đi chiên nha. Cái này chiên rất là mau chín luôn á cả nhà. Mình thấy khoai tây của mình nó vàng đều rồi, bây giờ mình vớt ra nha mọi người. Đây là thành quả của mình nè mọi người, chỉ có 3 củ khoai tây thôi mà làm được một dĩa rất là to luôn. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Loan nha. Cả nhà thấy cái phần vỏ bên ngoài rất là giòn nè, còn bên trong nó dẻo, nó dai và có vị ngọt nhẹ. Cái này mình ăn chung với lại mayonnaise hoặc tương cà, tương ớt đều ngon nha mọi người.